Dạ, mời chị. Dạ, dạ, mời chị. Dạ, mời chị áo trắng nha. Rồi mấy anh chờ em thêm chút xíu ha. Dạ. Chào chị. À, ngồi đi chị. Cái gì đây? À, vậy hả? Dạ, dạ, cảm ơn chị. Để em để đây, chị ngồi đi ha. Rồi để em cài cái micro này cho chị ha. Hoặc là chị tự cài được ha. Chị bóp cho nó há miệng ra. À, đúng, đúng rồi. Đúng rồi, dạ. Chị có thể giới thiệu tên tuổi của mình cho cô chú anh chị biết hả chị ha? Dạ, em xin chào anh Tuấn Vĩ. Dạ. Sang tất cả cô chú, anh chị em trên cộng đồng mạng, trong nước và ngoài nước. Dạ. Chúc sức khỏe mọi người. Dạ. Vạn sự an khang. Dạ. Chị cho cô chú anh chị biết tên tuổi của mình hả chị ha? Dạ, em tên Quỳnh Thị Mỹ Quý. Hiện sống tại thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. À, dạ. Nguyễn Quý hả? Mỹ Quý. Dạ. Lý hả? Quý quý y dạ. À quý, à quý, dạ, dạ. Quý hóa ha. Dạ. Dạ, Nguyễn Quý, dạ. Dạ. Chị Quý là năm nay bao nhiêu tuổi chị Quý? Dạ, em sinh 1973. Dạ. À 73 năm 49. 49 à, tuổi Sửu. Dạ. Quý Sửu. Dạ, đúng rồi. Bằng tuổi của chị gái Tuấn Vĩ nên là Tuấn Vĩ nhớ nhanh lắm. Dạ, 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 Quý Sửu. Dạ. Lặng dạ. Lắm. Dạ. À, chị Quý hiện tại thì còn làm công việc gì? Dạ, hiện nay thì có một cái shop thời trang. Dạ. À, dạ. Thảo nào thấy thứ nhất là thấy cái tác phong nè, rồi dạ. Thấy ăn mặc nè, cho dạ. Nên là vị cũng đoán đoán trong lòng như vậy rồi. Dạ. Ừ. Dạ. Rồi lâu nay buôn bán sao, nó thuận lợi không? Nói chung cũng từ mùa dịch tới giờ thì đủ sống, đủ xài. À, dạ. Cũng đủ sống, đủ xài thôi ha. Dạ. Dạ. Dịch bệnh. Dạ, đúng rồi, từ ngày dịch tới giờ là mọi sự đều chậm. Dạ. Dạ. Rồi hiện tại thì chị Quý đang sinh sống với những thành viên nào ở trong gia đình mình? Dạ, hiện nay thì sinh sống có hai đứa con trai. Dạ. Con trai lớn là 26 tuổi rồi. Con trai nhỏ được 9 tuổi. Dạ. Dạ. Đứa 9 tuổi, đứa 12 tuổi. Đứa 9 tuổi với lại đứa 26 tuổi. À, đứa 26. Dạ, 26 dạ. Tuổi thì bé đã đi làm. À. Dạ. Dạ, vậy là một mình phải chăm sóc con cái này kia, vừa làm cha vừa làm mẹ luôn. Dạ, ha. Đúng rồi. Dạ, bởi vậy cho nên mới kiếm đến đây là dạ, vì đoán đúng rồi. Hôm nay nhà ghé đây là cũng như là ghé nhà Tuấn Vĩ giúp đỡ chị dạ. Tìm một nửa yêu thương còn lại, tại vì bây dạ. Giờ con thì có thể là càng ngày càng lớn, với lại bản thân của chị thì nó đã vất vả từ hồi đó tới giờ rồi. À, dạ. Một mình nuôi mấy đứa con lớn lên rồi trưởng thành dạ. Nói chung cũng xảy ra rất là nhiều cái biến cố trong cuộc sống. Nhưng mà đến giờ này vẫn như vậy là tốt lắm rồi dạ. Nói sự vô thường nó đến với chị. Đúng ra chị cũng có ba đứa con nữa Tuấn Vĩ. Chứ không phải là hai đứa đâu. Nhưng đứa con gái chị vào đại học ra trường rồi dạ. Thì bé đã mang một căn bệnh. Ồ, vậy dạ. Chị tội nghiệp. Rồi bé mất lúc bé ra trường, bé cũng nhận được hai cái bằng đó. Trời ơi. Rồi chuẩn bị đi kiểm tra vậy rồi ha. Dạ, ra trường rồi cái bé bệnh gì mà nó hiểm nghèo quá vậy nhỉ? Dạ, bệnh ung thư đó Tư Vĩ. Ung thư gì? Ung thư có khối u ở vùng bụng. À, trời ơi, tội nghiệp quá vậy. Dạ. Rồi lúc đó thì chị cũng bị stress dữ lắm. Nhưng mà vì hai đứa con nhỏ đó cố gắng dạ. Để lo cho bé. Rồi sau khi dạ. Thời gian sau thì nói chung chị lúc đó là cũng còn ba bé nữa. Nhưng dạ. Mà ba bé thì nói thật ra thì hiền nhưng mà không có quan tâm gì tới gia đình nhiều vậy đó. Chị thấy thì thôi thì mình làm mẹ thì mình cố gắng lo cho con học. Thì các con ăn học nói chung là cũng nhờ cha mẹ, mẹ thì làm đó. Nhưng mà vấn đề ở đây là con thì nó rất ngoan. Dạ. Dạ. Sau khi bé mất thì chị cũng lo cho mấy hai đứa bé này. Rồi sau dạ. Này ba nó cũng mất nữa, ba nó cũng bệnh rồi mất rồi. Vậy hả chị? Dạ. Rồi chị thấy cái vất vả nó càng vất vả hơn, dạ. Càng đúng lo hơn. Đúng số của chị ha, dạ. Đè nặng lên vai của chị. Dạ. Đúng thật sự là nghe mới đến đây thôi em cảm thấy là chị cũng phải chịu qua một thời gian rất là áp lực dạ. Và đau buồn. Vậy là hôm nay chị tới gặp em thì chị có nguyện vọng như thế nào và có cái sự bày tỏ như thế nào chị cứ bày tỏ cho em thì để cho bên kia cũng nắm được cái cuộc sống của mình cũng như là nắm được cái mong muốn của mình dạ, cũng như nó
Cái thứ nhất là rất ngưỡng mộ anh Tuấn Vĩ. Dạ. Rất ngưỡng mộ thật sự, tại vì chị cũng rất đi làm những cái thiện nguyện rất là nhiều. Dạ. Từ thiện nguyện nè, cho tới chùa chiền, cũng như là cũng xin bạn bè hỗ trợ để xây dựng chùa, rồi cũng có rồi ủng hộ về những lúc mà chùa cần các vị Phật để an vị á. Dạ. Chị cũng hỗ trợ, nói chung là chị đi chùa nhiều lắm, từ mới mất là chị đã là ăn chay nữa. Dạ. Rồi chị cũng phát tâm này cái rất là nhiều, nhưng mà tại vì mình ngộ ra được cái điều gì sau khi mình có những cái biến cố em, thì mình mới ngộ ra được những cái vấn đề nó trước mắt. Rồi chị đi làm rất là nhiều, chị làm rất nhiều việc, nhưng mà thật sự là gia đình á thì cũng không hài lòng chị để đi như vậy hoài. Tại chị làm có bao nhiêu á, Tuấn Vĩ biết không? Chị xin không được là chị cũng lấy tiền cứu chị ra chị làm nữa. Nên bây giờ thì nói chung là chị không có vất vả gì về vấn đề là kinh tế thế này thế kia, đủ sống thôi, nói chung là đủ thôi. Nhưng mà khi mà con lớn rồi, con trai lớn chị á, nó cũng theo dõi chương trình của em á. Thì nó cũng động viên khích lệ cho mẹ. Nó nói mẹ cứ đi tìm đi, tại con thấy có những chú cũng rất là có tâm như mẹ vậy đó. Thích làm. Nhiều khi chị dành thời gian mà bán cũng chậm này kia, cái chị lên chùa chị cũng phụ. Tại vì con chị lúc á chị cũng hỏa táng nữa, bé nó không có chịu chôn mà nó hỏa táng, rồi khi chị hỏa táng chị cũng gửi vào chùa vậy đó, rồi đi lên chùa cũng đi làm công quả, rồi thấy ai nghèo tìm tới, nhất là cây lạy, dùng cây lạy chị tìm tới. Hôm vừa rồi cái vụ mà vấn đề dịch này kia đó, chị cũng làm một cái đoàn để mà đi may khẩu trang để phân phát cho mọi người. Nói chung là chị thấy rất thích làm điều đó, nên chị mời nhà Tuấn Vĩ có thể tìm một nửa yêu thương nào đó của chị có cùng chung cái hướng đó, tức là không phải là mình làm cho bản thân mình nữa, mà còn những người khó khăn hay là công tác xã hội gì đó, có thời gian mình cũng dành chút ít ra thôi, chứ không phải là dành hết, tại vì mình không đủ đâu, sức của mình không đủ như vậy đâu. Nói chung là chị có cái tấm lòng. Đúng còn rồi. Cái chuyện là mình làm được cho xã hội đó thì là khả năng mình tới đâu mình làm tới đó. Khả năng bao nhiêu thì mình làm bấy nhiêu. Nói chung là cái tấm lòng là trên hết. Chị em biết sao, chị muốn cũng như cái người đó cũng hiểu chị. Sau này chị có làm được cái chuyện gì đó thì cũng giúp chị, hỗ trợ về tinh thần cho chị vậy đó. Cũng như cùng cả hai cùng hướng về một cái điều gì đó làm, nhưng mà vẫn phải có cái công ăn việc làm ổn định này kia. Chị muốn như vậy. Vậy thì hôm nay đó thì chị đến gặp em thì chị muốn bày tỏ cái bản thân mình để mình kiếm một ý trung nhân cho nó phù hợp, hay là chị đã nhắm tới một người nào đó, chị muốn gửi thông điệp đến cho cái người đó? Nói chung trước mắt thì chị cũng xin gửi đến về bản thân của chị. Thật sự thì chị đã trải qua rất nhiều khó khăn rồi. Tức là trong cuộc sống này có những chuyện nó đến mình không ngờ được, vô thường. Thì khi chị ngộ ra được rồi, bản thân chị thì nói chung cái người đó là cái thứ nhất là đừng có nói dối, chị rất sợ nói dối lắm, tại mình trải qua mình rất sợ. Cái thứ nhất là không nói dối, thứ hai nữa là cái sự chân thành, phải đặt yêu thương là trên hết, đừng có quá chi ly, thật sự. Tại mình sống thoáng đi, cái gì nó ra đi thì nó sẽ trở lại, cái gì nó cũng có nhân lên chứ nó không bao giờ nó bớt ra. Thành thử chị nghĩ là cái quan niệm nó là như vậy thôi. Nhưng mà đại khái đó là chị muốn giới thiệu về bản thân mình để chị kiếm một người cho phù hợp, hay là chị muốn gửi thông điệp tới cho một người nào đó mà chị đã thích? Em cũng nói nghĩ là em cũng muốn chọn một người á, có thể là sau này cả hai đều có công ăn việc làm, để hướng về một cái tâm để mà cho xã hội nữa. Tức là em nói là ví dụ như em đi làm những việc thiện nguyện hay là đi chùa gì đó, em muốn anh đó cũng phải có cái sự hòa thuận với em. Tức là cũng thuận duyên cho em đi. Có nghĩa là cả hai, cả hai cùng đi càng tốt nữa. Em rất thích điều đó. Nhưng mà tại vì nói chung là mình đã lớn tuổi rồi, cái tuổi này rồi, thì anh biết mình có một cái sự an trú trong tâm của mình. Nó phải có. Gọi là cái việc này đó chị, thì tùy thuộc vào cái
điều kiện của từng gia đình là thứ nhất nè, dạ. Và tùy thuộc theo cái quan điểm của từng người, dạ, nếu ví dụ như gặp được cái người đó mà gọi là tâm đầu ý hợp thì mình làm việc gì miễn là mình được vui thì anh ấy sẽ hỗ trợ và anh ấy sẽ đồng thuận với mình. Yeah. Còn tuy rằng cũng có một số người là cũng rất là có điều kiện nhưng người ta lại cặm cụi làm chứ không có nghĩ đến những cái việc xung quanh, yeah. Không biết giúp đỡ những người xung quanh, không biết làm từ thiện, không biết đi chùa chẳng hạn là như vậy, yeah, yeah. Thì cái vấn đề ở đây á, là vấn đề mình gặp cái người cho nó phù hợp, yeah. Và cái người mà đồng quan điểm với mình là điều đó là điều sướng nhất, yeah. Thì nghe chị nói qua cái điều này thì em cũng nghĩ rằng là chị sẽ rất là vui khi mà gặp được một người chồng mà đồng lòng, đồng thuận với mình qua những cái việc làm của mình, yeah. Được sự khen ngợi việc làm cũng như được sự mà trợ giúp về cái việc làm của mình, yeah. Chị ha. Dạ, yeah, yeah. Yeah. Còn ngược lại nữa đó chị, thì cái tuổi tác này kia thì chị chọn cái lứa tuổi nó khoảng bao nhiêu đến bao nhiêu chị? Chừng 56 trở lại thôi. À. Dạ, 56, 58 trở lại cũng được. À. Tại, yeah. Vì, dạ, tại vì mình phải nương với nhau. Yeah. Thường thường cái phái nữ thì muốn có một cái gì đó để dựa và nó có sự vững, yeah, vàng hơn. Mm. Đó. Nhưng mà tại vì cái tuổi của em và cái tuổi cỡ đó thì nó sẽ phù hợp hơn. Mm. Dạ. Giờ chị có kỵ tuổi nào hay là có lựa chọn dần thân tỵ hợi này kia gì không? Dạ không, không, dạ, hề, dạ, không hề. Dạ, à, cũng không có quan niệm đó chị, dạ, ha. Dạ đúng không. Ừ. Còn chung mình sống với nhau á, dạ, Vĩ, có, dạ, cái tâm là được rồi em. Ừ. Dạ. Tâm tốt tướng tự nhiên tướng sẽ hạn ra rồi, dạ. Người mình nó sẽ mọi thứ, ừ, nó đều từ tâm mình ra hết á. Dạ. Dạ. Tâm sinh tướng chị, dạ, ha. Dạ, dạ. À, vậy thì khi lập gia đình theo chị thì như hiện tại thì chị có sẵn sàng theo chồng hay không, hay là có vướng bận e ngại gì cái việc theo chồng không? Giờ thì chị cũng có nhà riêng, rồi con cái thì con trai lớn thì nó đã cũng đã đi làm rồi, thì nói đúng ra thì sếp chị trong mùa này thì nói chung là hồi đó giờ là sống được. Rồi con trai nhỏ chị thì thật sự thì nó cũng phần cần theo chị, yeah. Nhưng mà ví dụ điều kiện của anh đó đó có thể là chờ để mà bảo bọc được đứa con của chị và chị thì có thể là con chị nó sẽ theo chị, theo chị và chị sẽ theo ảnh, yeah. Dạ nói chung là thấy là em thấy chị vậy đó, nhưng mà vấn đề tại gia nội thơ nội trợ này kia đó ha, là chị rất là ok, chị nói thật, chị đảm bảo luôn điều đó với, yeah, em luôn. Vậy là lo cho gia đình, chị, yeah, là tiếp người phụ nữ lo cho gia đình. Yeah. Vậy là ý chị là nếu chị theo chồng thì chị muốn con chị cùng theo. Dạ đúng rồi. À. Tại vì bé nó còn nhỏ mà vậy. Bé nó mới 9 tuổi. Dạ. Yeah. Bé rất ngoan. Dạ. Yeah. Cho nên đây cũng là một cái điểm mà để cho đối phương ở bên kia, dạ, đúng, biết được cái điểm này. Dạ. Còn ngược lại đó, nếu ví dụ như mà về bên nhà anh ấy mà cũng bất lợi, bất tiện, thì liệu anh ấy mà về ở chỗ chị ở thì nó có bất tiện cho chị không? Không, không gì, tại vì cũng của riêng chị mà. Dạ, chị cũng không có ở với ai. Dạ. Đó vậy đó. Nói chung là đây chúng ta đang đặt ra cái trường hợp giả thiết thôi, dạ, dạ, chứ còn trong cuộc sống thì đương nhiên là khi va chạm với thực tế rồi đó thì, dạ, cái đó giữa anh chị thấy thế nào cho nó phù hợp, dạ. Chẳng hạn như biết đâu anh ấy cũng có tiền có bạc rồi, dạ, có thể là mua một chỗ nào đó ở riêng ra, không muốn ở chung với con, ở gần nhà chị chẳng, dạ, hạn là như vậy, dạ. Đó là ta đang đặt ra cái giả thiết. Nói chung không có phải là mình nói về có hay không có, nhưng mà ở đây là cả hai khi mà gặp nhau rồi, hiểu nhau rồi, mình tìm đúng cái một nửa của mình rồi, yeah, thì anh nghĩ cái lúc đó cảm xúc nó khác đi. Đúng rồi. Nó, anh biết mà, người ta có thể là nói là có cách giải quyết. Dạ đúng rồi. Ổn thuận hơn. Dạ đó, yeah, vậy đó. Yeah. Rồi còn cái công ăn việc làm của ông xã thì theo chị thì chị có mong muốn hay là chị có cái yêu cầu anh ấy phải có công ăn việc làm nó ổn định và thu nhập khoảng bao nhiêu đổ lên không?
không, vấn đề bao nhiêu đổ lên thì em không có biết được đâu, tại vì con người mình biết bao nhiêu cho đủ hả để không biết bao nhiêu cho đủ, nhưng mà có công việc để sáng đi chiều về đó là tốt rồi ha. Sáng mình ra mình cũng có công việc làm, với người ta làm việc gì cũng không cần, nhưng mà quan trọng là cũng có công việc để làm. Rồi có một dành thời gian ngày chủ nhật nào đó cho gia đình, cái điều đó chị rất thích. Rồi ăn được bữa cơm trong gia đình rất là thích. Thì chị nghĩ là như vậy được rồi, sáng đi chiều về, đó là cái điều mà chị mong muốn trước, chứ không phải là mình cứ phải là cứ là công việc phải to lớn như thế nào đấy, thì chị không có quan niệm đó. Chị hiểu. Nói chung thì cuộc sống khi mà đã hòa thuận nhau rồi đó thì nó sẽ vượt qua được tất cả. Có trở ngại cái gì đó trong cuộc sống thì mình cũng dễ chèo chống khi mà đã có tình cảm với nhau ha. Người ta hay gọi là mấy núi cũng leo đó, mấy sông cũng lội. Cụ thể là giống như ngày hôm nay như vậy, chị gặp em ở đây cũng là một cái gọi là động lực thôi thúc chị. Chứ chẳng hạn như đôi khi nói xin lỗi, có một người mà mời chị đi ăn kế bên mà chị không muốn, chị cũng không tới, nói chi là cái chuyện mà chạy xuống dưới xe đét này. Đúng không chị? Tại đi xe đét này, nói đúng ra tại em không có biết điểm nào của Vĩ, chị không biết điểm nào của Vĩ thiệt. Nhưng mà đi xe đét này là chị rất đi nhiều. Lúc mà mấy cái chùa mà vô cái mùa ăn kiết hạ đó, chị cũng đi diêu viên về như chùa Phước Hưng. Chùa Phước Hưng chắc đây em nghe chứ gì ha. Chùa Văn Tụy này, cái nói chung chị đi về đây cũng nhiều, nhưng mà đi thôi chứ thật sự là đi tham quan chưa bao giờ. Vậy trong cái công việc hiện tại của chị thì chị có yêu thích nó không? Nói chung là nó cũng gắn liền với chị rồi. Thì đến một lúc nào đó thì mình thấy cái tuổi của mình nó không còn phù hợp, nhưng mà thật sự là vẫn còn khách đó, vẫn còn các bạn đó cũng như hỗ trợ mình. Thì hàng của chị thì em biết thì nó cũng là hàng xách tay. Thành thi khi mà họ cần cái gì họ chỉ gọi cho chị, họ thích cái đó họ chụp họ gửi qua cho chị. Thì chị order vậy thôi. Ok chị, nay thì em cũng rất là vui khi được tiếp đón chị và được nghe chị cởi mở những cái điều chị mong muốn. Thì cá nhân em thì em làm được cho người nào vui hay là làm được cho người đó cái điều gì thì em rất là vui. Hy vọng là trong cái cuộc trò chuyện này nó sẽ mang lại hữu ích cho chị. Thì cuối buổi trò chuyện thì chị còn muốn bày tỏ điều gì thêm nữa thì chị cứ tự nhiên để bày tỏ. Còn nếu chị thấy nó cũng vừa đủ và thì chúng ta sẽ kết thúc buổi trò chuyện này. Và chúng ta sẽ chờ sau khi đăng clip này lên xem có anh nào thuận tình hợp duyên. Thì khi đó mình sẽ gặp lại nhau. Và cái lần gặp gỡ tiếp theo đây á, sau nữa thì chắc chắn là ba người chứ không phải là hai người. Cũng trước tiên là cũng như giờ kết thúc buổi trò chuyện với Tướng Vĩ, thì chị cũng chúc Tướng Vĩ trên con đường thuyện nguyện, và cái thứ hai nữa là trên con đường mà để kết nối những tư duyên này kia, ghép lại những mảnh ghép để có một cái cuộc sống sau này nó hạnh phúc hơn. Chúc cho Tướng Vĩ và gia đình thật nhiều sức khỏe. Rồi sau cùng vẫn chúc cho các bạn cộng đồng mạng trong nước và ngoài nước vạn sự cát tường, thành công trong công việc làm ăn hơn. Ok chị. Thưa các cô chú và các anh chị thân mến, chúng ta vừa trò chuyện với chị Quý thì Tướng Vĩ cũng hiểu được cái nỗi lòng của chị. Còn nếu anh nào mà nghe chị Quý nói chuyện và thấy có tình cảm, muốn được làm quen thì gặp Tuấn Vĩ để chúng ta sẽ có cuộc phỏng vấn. Sau đó rồi Tuấn Vĩ sẽ kết nối cho đôi bên. Và giờ đây thì cuối video cũng như thường lệ, chúc cho cô chú anh chị luôn vui khỏe, bình an và hạnh phúc. Và xin tạm biệt, hẹn gặp lại. Rồi chúng ta chào tạm biệt nhau chị ha.